Nga giáng đòn không thể cứu vãn với NATO, thể hiện sức mạnh vô tiền khoáng hậu trên chiến trường Ukraine. Các bạn thân mến, quân đội Nga đã thay đổi chiến thuật và sử dụng pháo binh mặt đất với quy mô lớn để làm mềm chiến trường nhằm đập tan sức kháng cự của quân đội Ukraine. Có những trận địa phòng ngự Ukraine bị tàn phá nặng nề, thậm chí được so sánh ngang với bề mặt của mặt trăng. Mới đây, Moscow đã giáng một đòn không thể cứu vãn vào Ukraine và Mỹ, phá hủy một kho đạn dược lớn ở vùng Cherkasy. Hơn 300 tên lửa HIMARS đã bị phá hủy, và rõ ràng đây là một thành công lớn của Nga. Theo ông Yuri Knutov, giám đốc bảo tàng lực lượng phòng không, 300 quả đạn là nhiều, bởi chỉ cần một quả đạn của hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS đã tốn 50.000 đô, còn một quả đạn pháo gồm 6 quả đã là một số tiền khổng lồ. Nếu số đạn này dùng để tấn công quân đội Nga, tổn thất cho Moscow chắc chắn sẽ rất lớn. Nếu trong tương lai các kho đạn thường xuyên bị phá hủy, việc này sẽ khiến quân đội Ukraine gặp khó khăn vô cùng trong việc tổ chức tập kích bằng hỏa lực vào quân Nga. Đạn pháo đắt tiền và được sử dụng cho các nhiệm vụ điểm. Vì vậy, việc mất một số lượng tên lửa như vậy là một đòn giáng nặng nề đối với lực lượng vũ trang của Ukraine và Mỹ. Để tiêu diệt HIMARS hiệu quả hơn, quân đội Nga cần nhiều phương tiện không người lái hơn nữa. Đợt tấn công này cũng phơi bày một điểm khủng hoảng tiềm tàng đối với các lực lượng Ukraine, đó là lo ngại thiếu hụt đạn pháo quân sự dùng cho các hệ thống nói trên. Với việc Ukraine hiện chủ yếu phụ thuộc vào vũ khí và đạn dược của phương Tây, liệu Mỹ và các đồng minh khác của Kiev có thể đáp ứng kịp thời nhu cầu đạn dược cho các loại pháo nòng 155mm và HIMARS hay không? Kể từ khi bùng nổ chiến sự, Ukraine đã nhận ít nhất 20 hệ thống này do Mỹ sản xuất và đã sử dụng để tấn công các kho đạn, sở chỉ huy và phòng không của Nga. Trái với tham vấn từ phương Tây, Nga hết vũ khí, Nga yếu lắm rồi. Đại tướng Valery Zaluzhny của Ukraine nói, bị Nga pháo kích 800 lần mỗi ngày, nã khoảng từ 40.000 đến 60.000 viên đạn. Tôi đã thông báo tình hình ở tiền tuyến với người đồng cấp, mọi thứ rất căng thẳng nhưng hoàn toàn trong tầm kiểm soát. Đại tướng Valery Zaluzhny, tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Ukraine, nói sau cuộc họp ngày 16 tháng 8 với tham mưu trưởng quân đội Canada. Đối phương tiếp tục tiến công dọc theo chiến tuyến, đồng thời pháo kích khoảng 700 đến 800 lần vào các vị trí của chúng tôi mỗi ngày, nã từ 40.000 đến 60.000 viên đạn. Tướng Zaluzhny đề cập tới hoạt động của lực lượng Nga và phe ly khai tại Ukraine. Nhiều chuyên gia phương Tây hồi đầu tháng 7 cũng ước tính Nga và phe ly khai đã nã từ 40.000 đến 60.000 viên đạn pháo mỗi ngày vào các vị trí của Ukraine. Cho dù kết quả của cuộc chiến là như thế nào, thì từ khi bùng nổ xung đột Nga-Ukraine, phương Tây đã nhiều lần tung tin đồn thất thiệt. Nay càng ngày càng tiến gần đến sự nguy ngập, họ lại càng cố tình tung ra những tin tức như vậy và sau đó để thế giới bên ngoài nhìn thấy sự thật. Như vậy, Nga đã cho thấy thế nào là chiến thuật sử dụng pháo binh thực sự và thế nào là bão lửa trên chiến trường. Có thể thấy qua các bức ảnh được Bộ Quốc phòng Nga công bố, một tiểu đội bộ binh của quân đội Ukraine phòng ngự trong một đoạn hào ngắn nhưng đã có hàng trăm miệng hố đạn do pháo hạng nặng gây ra. Pháo binh Nga liên tục phô diễn cơn bão lửa khi tấn công một căn cứ chỉ có vài chục binh lính Ukraine với hàng trăm quả đạn. Nếu tính cả pháo hạng nhẹ và súng cối, những loại pháo không thể tạo ra hố đạn lớn, thì chỉ một phần nhỏ công sự phòng ngự cấp tiểu đội bộ binh của quân đội Ukraine đã bị hàng trăm quả đạn pháo cỡ lớn bao trùm. Những trận địa pháo tập trung với ưu thế tuyệt đối mang tính điển hình của quân đội Nga để mở đường đột phá và phá hủy các cấu trúc công sự, trận địa kiên cố của quân đội Ukraine mà họ đã dày công xây dựng 8 năm qua. Trên thực tế, lý do quân đội Nga lựa chọn sử dụng phương pháp tấn công bằng pháo với kiểu bắn mản đạn là nhằm đập tan sự kháng cự của binh lính Ukraine. Mặt khác, đó là chiến thuật để tránh thương vong nặng nề cho binh lính Nga một lần nữa. Đánh giá các trận pháo kích theo lời kể của binh lính Nga trên tiền tuyến. Trong quá trình tác chiến, Liên quân Nga thường điều các đơn vị pháo binh đi trước, xây dựng vị trí trận địa vững chắc, sau đó mới bắt đầu bắn phá. Đánh được 3 đến 4 cứ điểm thì tiến hành di chuyển trận địa bắn. Kết quả sau trận pháo kích là toàn bộ trận địa phòng ngự của quân đội Ukraine bị cày xới dữ dội. Lực lượng phòng ngự Ukraine không còn sức chống cự. Lúc này, xe tăng và bộ binh của Liên quân Nga sẽ bắt đầu tấn công.
Theo kinh nghiệm của quân đội Nga, trong cuộc xung đột tại miền đông Ukraine năm 2014, cần có 10 trận địa pháo để tấn công một vị trí phòng thủ cấp đại đội. Và lượng pháo tiêu thụ là khoảng 3.000 viên với đạn pháo cỡ nòng 122mm. Nhưng nếu sử dụng lựu pháo tự hành 152mm bắn đạn có hệ thống hỏa lực hiện đại và dùng đạn dẫn đường chính xác, thì 30 quả đạn cũng đủ săn phẳng 10 công sự của một vị trí phòng thủ cấp đại đội. Tuy nhiên, số lượng đạn pháo dẫn đường chính xác cao như loại Krasnopol của Nga quá ít và chỉ được sử dụng cho các hoạt động phản pháo hoặc phá hủy sở chỉ huy, hỏa điểm và các cây cầu trọng yếu. Cựu đại tá Khodanyonok, tổng tham mưu trưởng quân đội Nga cho rằng, từ những năm 1960, lãnh đạo quân đội Liên Xô lúc đó đã rất cuồng tín về sức mạnh của vũ khí hạt nhân và tên lửa, đồng thời bỏ đầu tư nghiên cứu và phát triển pháo binh. Do vậy, trong nhiều thập kỷ, việc coi thường sự phát triển pháo binh của lãnh đạo quân đội Liên Xô đã dẫn đến việc nhiều cơ quan nghiên cứu pháo binh và nhiều mô hình thử nghiệm pháo rất tiên tiến bị bỏ rơi. Điều này khiến quân đội Nga thiếu các loại pháo tự hành mới và các loại vũ khí dẫn đường chính xác. Trên chiến trường, mối đe dọa lớn nhất đối với quân đội Ukraine là cụm pháo hạng nặng của Nga. Khi quân đội Nga có ưu thế tuyệt đối về số lượng pháo binh với 760 pháo tự hành 152mm 2S19, 931 pháo tự hành 152mm 2S3 và khoảng 1.075 khẩu pháo xe kéo 152mm D20. Trước sức tấn công của loại pháo hạng nặng này của quân đội Nga, các trận địa phòng ngự của Ukraine dù có được xây dựng kiên cố thế nào cũng khó lòng chịu được sức phá hủy của những trận địa pháo lớn bắn với chiến thuật mưa đạn. Đặc biệt, pháo binh Nga đã phong tỏa hoàn toàn con đường hậu phương của quân đội Ukraine trên tiền tuyến, đồng thời dùng các đòn tấn công bằng pháo để cắt đứt đường tiếp tế hậu cần của quân đội Ukraine từ hậu phương đến tiền phương. Khi Liên Xô tan rã vào năm 1991, số lượng đạn pháo trong các kho của quân đội Liên Xô là gần 75 triệu quả lựu pháo. Trong đó, Nga được thừa hưởng 45 triệu viên, bằng 60%. Khi chiến dịch quân sự đặc biệt bắt đầu vào tháng 2 năm 2022, quân đội Nga có ít nhất 30 triệu viên đạn pháo sẵn sàng. Trong cuộc xung đột hiện nay, Nga duy trì hàng chục nghìn đợt pháo kích mỗi ngày, tiêu tốn một lượng đạn khổng lồ. Tuy nhiên, có ít nhất hơn 20 triệu quả đạn pháo đang được dự trữ và quân đội Nga cũng có thể duy trì đợt pháo kích cường độ cao này trong ít nhất từ 2 đến 3 năm. Các nguồn tin của Ukraine cho biết, các trận địa pháo binh của Nga thường được bố trí ở khoảng cách bằng 2/3 tầm bắn tối đa của từng loại pháo. Đồng thời, để giảm thiểu nguy cơ bị pháo Ukraine tấn công, mức chính xác cũng được nâng lên khi pháo binh Nga sử dụng nhiều máy bay không người lái làm nhiệm vụ trinh sát và các khí tài tính toán phần tử bắn tự động. Cũng theo thông tin của Bộ Quốc phòng Ukraine, các đơn vị pháo binh của Nga còn sử dụng chiến thuật trận địa giả, triển khai các khẩu pháo đã bị loại khỏi biên chế chiến đấu hoặc bị hỏng hóc, không thể sửa chữa. Khi các trận địa pháo chính nổ súng, các trận địa giả này sử dụng thuốc nổ đồng thời nhằm đánh lừa các đòn phản pháo của Ukraine. Thưa các bạn, vào đầu tháng 8 năm 2022, sự chú ý của cả thế giới không còn quá tập trung vào xung đột Nga-Ukraine nữa. Nhưng tình hình chiến sự đã có một số thay đổi mới đáng chú ý. Trước hết, hãy nói về tình hình chung của từng mặt trận hiện nay, gồm chiến trường chính Donbass và ba chiến trường phụ là Kharkov, Zaporizhia và Kherson. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ, cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine vẫn diễn ra ác liệt. Quân đội Nga đã tăng cường tấn công ở chiến trường Donbass và các khu vực khác. Trên chiến trường phía bắc Kharkov, giao tranh vẫn diễn ra ác liệt ở các khu vực Pitomik, Veselaya và Chagachisky. Hiện nay, quân Nga đã đánh chiếm Bozheva và cơ động tiến công theo hướng Kharkov. Điều đáng chú ý khi theo dõi tình hình chiến trường gần đây, vùng tấn công của quân đội Nga đã mở rộng đến khu vực Kherson và chiến tuyến liên tục được mở rộng cả phía đông và phía nam của Ukraine, khiến cho Nga và Ukraine phải dàn trải lực lượng ra khắp các chiến trường. Trong giao tranh ác liệt, bộ đội chủ lực Nga không chỉ quét sạch quân Ukraine ở phía nam Donbass mà đã tổ chức lực lượng đột phá lớn vào Kherson, khiến quân Ukraine ở mặt trận Kherson cũng bị tổn thất nặng nề. Một số lữ đoàn cơ giới gần như mất khả năng chiến đấu. Mặc dù Mỹ và các nước NATO tiếp tục cung cấp thêm vũ khí và trang bị cho quân đội Ukraine, nhưng trên thực tế thì chỉ có 30% số vũ khí là vào được chiến trường, số còn lại bị phá hủy bởi các loại vũ khí chính xác cao của quân đội Nga trong quá trình vận chuyển.
Do đó, tại các chiến trường, hiện quân đội Ukraine đang phải đối mặt với tình trạng thiếu vũ khí, và đây là một thực tế không thể chối cãi. Điều này cũng lý giải tình trạng lúng túng và khó khăn của quân đội Ukraine trong những thất bại liên tiếp gần đây. Vào ngày thứ 168 của cuộc xung đột Nga-Ukraine, quân đội Nga đã đạt được những kết quả đáng kể và cuộc phản công lớn của Ukraine trở thành tâm điểm bàn tán của cộng đồng mạng, khi nó không diễn ra theo kế hoạch vào tháng 8 mà lùi lại đến tận năm 2023. Không quân Nga đã dùng vũ khí chính xác cao phá hủy vị trí trú quân của Lữ đoàn 3 thuộc lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine tại nhà máy nhiệt điện số 3 ở thành phố Kharkiv và khu vực Kaposki. Ngoài ra, một cuộc tấn công với cường độ cao vào Lữ đoàn cơ giới số 72 của Ukraine trong một trang trại ở Atimomovska thuộc tỉnh Donetsk phá hủy sở chỉ huy của Lữ đoàn và nhiều xe bọc thép. Không quân Nga còn sử dụng tên lửa chính xác cao để tiến hành các cuộc không kích vào khu trú quân tạm thời của các lữ đoàn pháo binh độc lập số 95 của quân đội Ukraine tại Dzerzhinsk thuộc tỉnh Donetsk, giết chết 70 binh sĩ và phá hủy 3 pháo tự hành 122mm 2F1 Grozhivka và 4 ô tô. Các cuộc tấn công của quân đội Nga khiến các tuyến phòng ngự Ukraine sụp đổ dưới hỏa lực dày đặc của pháo binh Nga. Các lực lượng quân Ukraine cũng bị tổn thất nặng nề sau những cuộc phản kích thất bại vào chiến tuyến của quân đội Nga tại thị trấn Porovskoye thuộc ngoại ô phía đông thành phố Bakhmut. Hiện nay, số lượng binh sĩ Ukraine ra đầu hàng quân Nga trên mặt trận Donbass đã tăng lên đáng kể. Lý do là nhiều binh sĩ Ukraine chưa qua huấn luyện cơ bản hoặc huấn luyện rất gấp gáp và không có kinh nghiệm chiến đấu. Vào tháng thứ 6 của cuộc xung đột Nga-Ukraine, quân đội Nga đã đạt được những hiệu quả đáng kể. Ngoài việc tiêu diệt sinh lực của Ukraine, họ còn thu một lượng lớn vũ khí và trang bị của phương Tây. Trước đây, quân đội Ukraine đã nhiều lần tuyên bố sẽ tập hợp thêm lực lượng để thực hiện một cuộc phản công lớn, nhưng không ít lần vấp phải thất bại. Truyền thông Anh chỉ ra rằng, quân đội Ukraine sẽ tập trung hơn 150.000 quân ở tuyến phía nam Donbass để phản công Nga. Tuy nhiên, lực lượng này mặc dù chưa tổ chức phản công nhưng đã bị quân đội Nga tấn công, phá hủy nhiều trang bị và lực lượng quan trọng. Cái gọi là cuộc phản công lớn của Ukraine được thông báo nhiều ngày qua đã phải đối mặt với thất bại. Để đẩy nhanh tốc độ tác chiến, quân đội Nga đang tập hợp thêm lực lượng đến chiến trường Donbass, Kherson và sẽ có nhiều trận chiến khốc liệt hơn sắp tới. Còn chiến dịch phản công của Ukraine tại Kherson có khả năng biến thành chiến dịch phòng ngự trước sự tấn công của quân đội Nga trên hướng này. Các bạn nghĩ sao về vấn đề này? Hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé! Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo!